nay được lệnh của trưởng ban là anh tôi phải đi bắt một con ngan 5 cân. Ông hôm qua ông mưa, ông ăn tiết canh. Chắc là chúng đè, chúng đóm gì. À đâu? Ở trong chuồng này để ông chui vào ông bắt. Nó nằm ở trong này. Thì nó có ra mất không? Không, không, thì ông kia kìa. À kia nhá, kia nhá. Kia. À nó nằm ở ngoài kia. Đúng à, không? Đây. Nó mà xuống sông cái là con trâu đấy không ạ? Chết rồi. Bắt được con ngan này cũng hơi. Nó có bay qua tường không? Đây là nhìn hai thủ môn ấy dạ, ấy dạ. Trời ơi. Này con ngan cuối cùng. Anh cầm em đi. Báo cáo với các bạn đây là ngan, đúng là ngan nhà nuôi nhé. Nuôi được chục con là bán còn con cuối cùng đây. Bốn cân rưỡi nè. Bốn cân rưỡi. Trưởng bán hôm nay giao cho một công việc quá nặng nề. Báo cáo với các bạn hôm nay bà lão bà đánh tiết canh này hoàn toàn bằng nước mắm. Thế là con ngan này 4 cân rưỡi đấy, thì nó thì mình cứ cho nó khoảng một muôi đầy nước mắm này. Hơi đạm một chút để được 100%. Kỹ thuật của trưởng ban anh tôi là chuyên cắt bằng lách. Đang thay nông, thay gần sau. Ngan trước khi ta vặt sạch lông thì ta sát một lượt muối vào. Đây là hôi. Cho nó vừa đỡ hôi mà vừa sạch những cái cấu dính nó lòng nó bám vào ra. Cái này là mình một nửa xảo lăn. Có không em? Nóng anh tiết canh, nếu nó ít quá mình cho thêm một ít lạc, thịt lạc vào. Thì nó nhiều tiết. Cho cái đoạn tin lườn nó vào đánh thoải mái. Ừ, hoặc là phao câu nè. Phần xương này quay ta lâu bí. Nó như thịt trâu nào thế.
Báo cáo với các bạn là đến hồi kết là chúng tôi quyết định là xào một nửa và lọc, luộc một nửa. Còn xương thì theo ý biểu quyết chung là ninh bí. Phần ngàn 4 cân rưỡi là tạm thời là 3 món, à, thế là 4 món tiết canh đấy. Trông như thịt trâu này. Nhiều nước thế sao? Đây báo cáo với anh em là canh tôi là luộc chỗ này này. Cái này là theo như bác tổ trưởng là cái phao câu để đánh tiết canh, còn cái cánh này là phó ban cũng thích ngậm uống rượu. Đấy, còn địa phương của các bác nào có cái ý kiến nào mà làm những loại ngan to này mà nó ngon hơn đấy thì các bác tham gia để chia sẻ để anh em học hỏi, còn cái tôi chỉ biết vậy. Còn chỗ này là vấn đề là để xào, gọi là xào lăn, xào lăn, xào xả đấy. Thì bây giờ là trách nhiệm là thái mỏng đi. Băm có khi là cứ băm to ra tiếng này. Thế băm thế được rồi. Xào lên như thế. Xào lên này. Tóm lại là ngan này sẽ không mua được. Luộc tiết canh. Bộ muối bộ canh quất được hai chén. Đây để chúng tôi đi lấy xả về để ướp. Có quà Hà Nội không? Đã đi thành phố về rồi. Sa tế bột lên. Rớp. Sa tế bột lên. Luộc cái lòng non luộc tới rồi. Xong vớt riêng xong rồi. Để ra luôn. Mấy em để đi nhé. Và tham khảo cám đi. Kiếm. Cái món ngan xào này là chủ yếu là gì anh nhỉ? Mì chính này. Xả ớt. Xả ớt. Và sa tế có ít dầu sa tế nữa. Đấy, xương ớt thì anh bây giờ anh ta ướp hết vào với nhau đã cho nó kỹ. Thường quá, chỗ này vào khách sạn là 500.000 đấy. Vâng. Mà không có ngăn ngon này đâu. Không có ngăn ngon này đâu. Ngăn nhà nuôi. Giống là giống rơm. Quá đỉnh. Thùng tiết canh là được rồi. Ăn được cả tiết. Cái phao câu đâu? Tiết canh. Đây cái khoản tiết canh là có răng cưa này. Húng... Mùi tàu không chó. Mùi tàu không húng kép. Chó. Húng chó à? Răng cưa, mùi tàu húng quế, húng chó này. Hành nướng này. Hành nướng được chứ? Kia là đây là húng quế này. Khái có biết là tiết canh ngan thì các cụ đánh từ năm bao nhiêu? Không nhớ lắm nhưng đại khái là cách đây từ trước đời Công Nguyên. Úi giời, trước Công Nguyên thì có từ đời Tần Thủy Hoàng rồi. Đấy. bác lại học được, bác lại nghe được ở đâu. Trước Công Nguyên. Tôi thì trước là cứ thấy các cụ bỏ thế, còn các cụ là trên cụ là gì, và trên cụ là kỵ. Thế mà khói kỵ thì kỵ bỏ trên kỵ, thì là đại ca. Trên đại ca là gì? Hờ kỵ của là cạnh. Thế chứng tỏ là cái món tiết canh ngan này là có từ trước Công Nguyên đấy các bác. Mè nó có thái nhưng mà thái nhỏ này này. Nếu phải vấy thì không cẩn thận là lộn đầu xuống. Cái vấy mà, vấy mà đúng chỗ. Vấy rau này cũng có kỹ thuật nữa. Ai em ơi, lấy nước, lấy cái nước luộc cái ra một bát xong là cho mấy vào. Thằng bán hàng này chợ nó bán sắt chết. Cái đứa nào? Chết rồi. Cái đi hàng nữa. Có chữ kinh nha. Kinh mấy. Ngu, thế này ngu quá.
giận nhau với vợ mà đi tự tử là ngu rồi. Sai nhỉ. Đây ớt đây. Bác lá chanh. Tiết canh ngan này chú ý anh ta cho thêm hai cái lá chanh vào. Còn quả tim đấy. Còn quả tim nữa. Các quý vị nào mà hay ăn tiết canh nên là ta trước khi đánh người ta phải gạn cái nước mắm nó ở bên trên này đi nhá. Vang này cho nó độc. Sợ mặn. Đỡ sợ mặn. Cố gắng gạn được càng nhiều càng tốt. Trên tay này cái đất. Rồi, cái này để trực tiếp. Chính là hai cái này cũng được hai cốc rượu ngon này. Thịt ngàn nóng dễ là sẵn sẵn. Rượu hả? Thôi để đây này. Hôm nay cái đồ ngan này uống rượu. Ngan này là con ngan trâu đấy. Mua một thổ lai trâu về đấy. Cái giống này là bà cụ trên đây trước là chạy loạn lên đấy. Mỗi 20 con là cứ không mát cho ai. Cái này phải có lý lịch, phải là tuyệt đối thì mới mua được. Bố mẹ là Lào Cai, quê cụ ngoại. Chứ mà dân thường thì đi vào nhà có chục con ngan thì chắc không ai bán. Thì nó trắng dày dày. Là nếu mà biết cách làm cái ngon đấy, có hội nấu nướng. Hai nữa là nó hấp nã ổi. Sớm muộn thì cũng đông gọi là như thạch rau câu hết. Hiện là nốt món ngan xào lan cho là xong tội. Cái loại này khi cái xào tói hóa nó còn đỏ khi ăn đúng không? Móng muối bác cho vừa chứ. Cứ tí loại đấy thế nào? Ôi giời, uống ngon nó thân. Đông chưa? Như thành rau câu. Bao nhiêu thì vẫn nhiều. Thế này sáng này có bao ăn được. Ngan xào xả ớt. Cái loa này phải lửa thật bốc. Cháy nhiếp là vào đấy. Hôm qua trưởng ban làm mưa ăn tiết canh, thế này sáng nay là có ngay. Một đêm này cứ thấy làm mưa ăn tiết canh. Con
đấy, mua thì cái canh. Hôm nay gia đình nuôi được hành con ngan đồng tiền dân. Ngan này là ngan trâu, vừa lai trâu về, giống ngan rất sạch. Anh em chúng tôi thì cứ làm qua chứ không ai được mua, không mắc ai. Đây biết mời mời anh em mời anh em mời anh em mời trên mạng thì chia sẻ với anh em chúng tôi. Toàn là trước. Không, không uống. Nay con trai có đi bay sang bên đấy, hôm nay nó được làm mâm cơm. Cái đầu ngon thôi. Ngon lắm. Cái đầu nó ăn mà nó có mùi chừng nó. Béo. Em nói về để ăn xương thì em nói mà không ai có đối thủ trong tháng. Ăn nết ăn nó đẹp lắm. Nó thật đấy. Lẻ lẻ. Mình ăn mân, không phải là mân. Mân cũng đấy nhỉ. Không thế bóc vô gỡ là đang ngon này, chứ không phải là rút là mồm nó ngon đấy. Nó là một cái nghệ thuật đấy. Nhà nó rau thơm rồi. Làm miếng ớt mà. Không, nhưng mà không nhận được con ngan này ăn nó ngọt thế. Ngọt, ngan trâu. Nga đánh một đĩa này xem này. À, hay nữa. Nữa. Nửa đĩa xong để. Trông nó không lông này nhưng mà lại rất đông. Bởi vì ta đông rồi, đông chặt luôn này. Nó không nhiều tiết nó không lớn. Không phải cái để gió này nó. Thế nhá. Gió mà ông để càng gió càng quạt càng càng nhanh. Xương ngọt, xương sắc, còn lại thật rượu rượu, nó hơi vàng chứ, xương vàng, với ăn cái khẩu vàng ngọt. Con này lúc mới chắc là nó ăn hạt mây. Vậy ăn thức canh ấy, ông em hứa thức canh à? Đấy, hai chị em làm một đĩa này. Ba anh làm một đĩa. Không, hai chị em, hai. Bốn anh em tôi là một đĩa, còn nào hai. Hai chị em bà ăn một đĩa, bà xinh xá. Nhờ xinh đậm. Ba là cho nhường phụ nữ trước. Đấy quá. Không, nhiều rồi. Em bà cho trong nước. Em sẽ bắt em. Hôm nay là cực sạch luôn mà đánh nước mắm xịn luôn. Có gì mà không ăn. Nước nào không? Đông như đông như cái cảnh của anh. Nào như thì Việt Nam thôi. Không phải xẻ chỗ đấy. Ui. Vì thế nó vừa miếng. Không, chị em nói chị ngàn nữa. Nói ít thôi. Không ăn ăn đi không sao, không ăn thì qua anh cũng chờ. Không phải lỗ bác nữa. Không, chị cầm miếng luôn vẫn. Ừ, chanh, chanh. Đấy, chanh. Thôi. Em cắt quả chanh. Phải rồi. Đừng có nhường ít. Riêng cái giống này đấy là nó phải chia đều phần phí không được. Anh em chớ ăn đang ăn cãi nhau vậy. Chỗ ít thôi nhỉ. Đây là nào Việt Nam không chia đấy. Tôi ba nước thì lớn là cổ. Đâu rồi, đây, chỗ này của em sẽ đi. Đó. Chúng ta hàng con này sang ăn cái này bớt lắm. Chúng ta có đi quay mươi cuối thì tốt là như một mùi tàu đá đốt trên sân. Thêm cả ớt này, cả rau thơm này, mùi tàu này. Sẵn đây là thiết canh này cũng sẵn. Không nhận. Đây là thuốc mà cây mạnh nhất.